Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Hỏi Dân IT. Mình là Eric. Tiếp tục trong tutorial học làm Full Stack Developer thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết CSS cho file HTML. Thì mình sẽ mở lại số code của bài hôm trước. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi tutorial của mình thì các bạn có thể xem trong cái tutorial này của mình. Đấy chính là cái playlist có tên là khóa học Full Stack Web Developer miễn phí với Hỏi Dân IT. Mỗi video mình đều đánh dấu từ thăng 0 cho đến thăng N thì các bạn xem theo trình tự từ đầu, thì như vậy thì nó sẽ gọi là nó sẽ full luồng của chúng ta hơn. Thì ở đây thì mình sẽ mở lại bài hôm trước. Ở bài hôm trước mình đã giới thiệu qua cho các bạn về class và ID. Có một cái điều mình quên nói với các bạn, đấy chính là đối với ID thì chúng ta chỉ có thể đặt một thẻ hay là một tag của HTML với một ID duy nhất. Tuy nhiên, đối với một cái thẻ HTML thì chúng ta có thể đặt nhiều class. Ở đây thì class các bạn viết tên như thế nào cũng được. Mình đặt là ABCDEF cũng được. Như cách mình viết ở đây thì cái thẻ H1 này nó sẽ chịu, hay là nói cách khác nó sẽ nhận 3 class. Đấy chính là first class, class thứ hai là ABC và class cuối cùng là DEF. Mỗi một class thì chúng ta sẽ viết cách ra như thế này. Thì cái việc chúng ta định danh một class cho một thẻ HTML, đấy chính là cách của chúng ta CSS cái thuộc tính đấy. Thì như cách viết ở trên cùng của mình đấy này, thì mình đang viết một cách viết CSS, đấy chính là mình khai báo ngay trên phía trên đầu của HTML. Có một cách viết khác, thay vì ở đây mình sẽ trước tiên thì mình sẽ nhấn Ctrl+S để cho nó lưu lại, và mình sẽ chạy cái file HTML này. Ở đây thì mình nhấn phải chuột và mình sẽ review file folder, và mình sẽ nháy đúp để cho nó mở file này. Thì hôm trước mình đang dừng lại ở đây, thì mình đã CSS một cái form HTML đơn giản như thế này. Thì mình sẽ quay lại code của mình. Ở đây thì mình sẽ phóng nhỏ cái này lại, đồng thời mình sẽ phóng nhỏ cái này lại luôn. Thì như vậy thì mình CSS một bên và mình chạy lại thì các bạn sẽ tiện cho các bạn theo dõi hơn. Mình sẽ nhấn vào cái toggle này để cho nó ẩn code của mình đi. Ở đây thì cái thẻ đầu tiên mình đang đặt là first ID, và ở trên cùng này mình đang cái thẻ H1 này mình có một cái class là first class. Thì do trong cái thẻ first class này mình quy định là color của nó là màu xanh, thành ra là cái tag như các bạn thấy trên màn hình này, cái tag H1 đầu tiên nó đang có màu xanh. Thì mình sẽ gọi là mình sẽ comment cái này lại để cho nó mất hiệu ứng đi này. Mình sẽ nhấn Ctrl+S này để cho nó lưu file này lại, và mình sẽ reload bên này. Thì các bạn có thể thấy là do mình comment cái thuộc tính này rồi, thuộc tính CSS đấy, thành ra cái thẻ heading của chúng ta nó đã trở thành bình thường màu đen. Thì có một cách viết CSS khác, đấy chính là thay vì chúng ta sẽ viết inline. Inline tức là mình đang nói từ tiếng Anh này, inline tức là trong cùng một dòng luôn. Thì đây chính là một cách viết khác của CSS. Thì ở đây thì mình sẽ định nghĩa ngay style trong này. Chúng ta sẽ dùng dấu bằng. Các thuộc tính của CSS thì chúng ta sẽ viết trong cái dấu ngoặc này, nháy đúp này. Thì ở đây thì mình sẽ định danh là color, và ở đây mình sẽ là green. Nếu các bạn muốn định danh thuộc tính tiếp theo, ví dụ như là font size chẳng hạn này, thì mình sẽ cần phải phóng to lên thì các bạn mới nhìn thấy được chỗ này. Ví dụ mình định danh một thuộc tính tiếp theo là font size của nó chẳng hạn. Font size ở đây thì mình sẽ quy định là khoảng 40 pixel đi, thì nó sẽ to đùng cánh mạng luôn. Ở đây thì mình nhấn Ctrl+S chẳng hạn này, nhấn Ctrl+S rồi mình sẽ nháy đúp cho nó thu nhỏ lại, và mình sẽ reload lại. Đấy, các bạn có thể thấy là cái thẻ của mình nó đã to lên, đồng thời là nó đã có màu xanh. Ở đây thì mình sẽ chuyển lại thành font size của nó, ví dụ thành 10 pixel chẳng hạn, để cho nó nhỏ hẳn lại này. Mình sẽ nhấn Ctrl+S chẳng hạn, và mình sẽ reload lại. Thì các bạn có thể thấy đây chính là một cách viết khác của CSS khi chúng ta dùng với HTML. Thì đây gọi là cách viết chúng ta gọi là inline. Thì thực chất đối với thằng CSS chúng ta có 3 cách viết. Cách đầu tiên là cách các bạn nhìn thấy như mình viết ban đầu ấy, thì chúng ta sẽ khai báo thẻ style lên trên cùng của cái thẻ HTML này. Thì khi cái trình duyệt nó đọc cái file HTML của chúng ta thì nó sẽ đọc từ trên xuống dưới. Các bạn hình dung là nó sẽ đọc từ thẻ head này, sau đấy nó sẽ đọc style này, và cuối cùng nó sẽ đọc cái thẻ body của chúng ta. Thì cách viết thứ hai đấy chính là các bạn sẽ viết trực tiếp bên trong cái file HTML. Hay nói cách khác là những cái thẻ nào các bạn muốn CSS nó, các bạn muốn gọi là thêm màu mè, rồi các bạn muốn CSS vị trí của nó như thế nào thì các bạn sẽ viết trực tiếp luôn. Thì đây là hai cách viết cơ bản nhất của chúng ta. Tuy nhiên hai cách viết này thì trong thực tế khi chúng ta đi làm ấy, thì chúng ta không sử dụng hai cách viết này. Chúng ta sử dụng cách viết thứ ba, đó chính là chúng ta sẽ chia file CSS ra riêng. Để minh họa thì trước tiên mình sẽ xóa cái thuộc tính này đi. Thì trước khi mình minh họa thì mình sẽ giải thích luôn tại sao mà khi chúng ta đi làm ấy, chúng ta lại không viết luôn CSS lên trên đầu file, cũng như là chúng ta không viết inline như thế này. Lý do rất chỉ là đơn giản, các bạn hình dung là một cái file HTML của chúng ta rất chỉ là dài. Ví dụ các bạn hình dung là các bạn code khoảng 1000 dòng chẳng hạn. Sau đấy mà các bạn code CSS thì mà để cho nó đẹp ấy thì các bạn phải code nhiều. CSS đôi khi nó còn phải gấp 3 lần cái khối lượng cái dòng code của HTML. Thì khi đấy cái file code của chúng ta khoảng 4000 dòng thì nó rất chỉ là kinh khủng để các bạn có thể theo dõi cái sửa code của file đấy. Còn khi các bạn code inline như thế này ấy, thì chúng ta muốn sửa đổi đấy thì các bạn bắt buộc các bạn phải tìm từng cái thẻ H11, sau đấy là các bạn sửa thôi. Thì như vậy rất chỉ là tốn thời gian. Thì để khắc phục cái tình trạng này, người ta có một cách viết thứ ba. Thì đầu tiên mình sẽ xóa cái thẻ style này đi. Rồi mình sẽ nhấn Ctrl+S để cho nó lưu lại này. Và mình sẽ reload bên này. Thì như vậy là nó đã trở thành bình thường rồi. Thì cách viết thứ ba là chúng ta sẽ chia rẽ cái file HTML và cái file CSS riêng. Thì đầu tiên, trước tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái file là mình sẽ đặt. Các bạn mình sẽ nhấn phải chuột vào trong này và mình sẽ chọn new file để tạo một file. Mình sẽ đặt tên của nó là style.css. Các bạn lưu ý là cái tiền tố của nó, hay nói cách khác là cái tên miền mở rộng của nó sẽ là .css nhé. Các bạn viết chính xác như vậy cho mình. Rồi, trong cái file này chúng ta làm gì nữa? Hôm trước mình đã nói, mình cũng có giới thiệu qua cho các bạn là trong cái thẻ head này này, chúng ta thường nhúng hay là dùng cái từ embed đấy. Embed này, từ này tức là từ nhúng. Thì chúng ta thường nhúng các file CSS hay JavaScript vào đây. Thì ở đây nhé, thì mình sẽ search Google cái này cho nhanh, bởi vì nó thú thật là mình cũng không nhớ chính xác cái cú pháp của nó như thế nào. Link CSS HTML. Thì các bạn gõ cho mình cái từ này. Chúng ta sẽ dùng một tag, đó chính là tag có tên là link. Thì đây thì nó có các thuộc tính. Đây các bạn có thể thấy là để khai báo một cái file CSS ấy, thì bắt buộc chúng ta phải khai báo một cái thuộc tính của nó là stylesheet ở đây. Và cái href chính là cái đường dẫn đến cái file của các bạn. Thì mình sẽ copy nguyên cái thẻ này. Và các bạn để ý là nó khai báo ngay trong thẻ head của HTML. Thì đây thì mình sẽ copy và mình sẽ paste vào đây. Thì cái file style.css của chúng ta này, thì bắt buộc chúng ta phải đổi tên của nó. Thì ở đây thì các bạn sẽ dùng như thế này cho mình nhé. Thì chúng ta sẽ nhấn một dấu chấm, chúng ta là một dấu cách, và nó sẽ thành style.css, các bạn enter. Thì tại sao mình lại dùng một dấu chấm ở đây? Cái dấu chấm ở đây tức là chúng ta sẽ back ra ngoài cái thư mục HTML. Sau đấy chúng ta dùng gạch chéo, dấu gạch chéo tức là nó sẽ tìm bên trong cái thư mục HTML có một cái file chính là style.css. Nếu mà mình nhấn phím Ctrl nhé và mình click chuột trái thì ngay lập tức nó sẽ nhảy sang cái file của chúng ta. Nếu mà các bạn nhấn phím Ctrl và cái chuột trái ấy, mà click vào cái đường link mà nó không mở ra cái file style.css thì cái file đấy chính xác là các bạn đã ghi sai đường dẫn rồi. Ví dụ mình khai báo như thế này, mình gọi là giữ Ctrl và mình nhấn chuột trái, nó không ra một cái file gì cả, và thằng Visual nó cũng nói với chúng ta là không thể tìm thấy cái file này. Thì như vậy là các bạn cần phải sửa lại đường dẫn ở đây. Ở đây thì mình sẽ nhấn Ctrl+S này và mình sẽ định danh cái class first class, mình sẽ cắt cái này, mình sẽ sang cái file style.css, mình sẽ paste ra bên này. Đồng thời bên cái file HTML mình sẽ cần phải lưu lại. Đây mình ở đây thì mình sẽ nhấn Ctrl+S cho nó lưu lại này. Các bạn để ý là cái class first class thì mình sẽ CSS cho cái thẻ H1 đầu tiên. Thành ra là bên này mình sẽ bỏ cái comment này đi. Và đồng thời mình sẽ thêm một cái là, ở đây ví dụ mình sẽ thêm một thuộc tính của CSS, đó chính là border. Border tức là cái đường viền hình vuông xung quanh cái thuộc tính của chúng ta, thì đấy chính là border. Chúng ta sẽ dùng cú pháp ngắn của nó. Border ở đây, bề rộng của nó chính là 1 pixel. Còn cái kiểu border là solid, tức là border hình rắn. Và cuối cùng là mình sẽ chọn màu sắc. Ở đây thì mình sẽ chọn là màu đỏ chẳng hạn. Và mình nhấn Ctrl+S này. Sau đấy là mình sẽ quay lại web của chúng ta và mình sẽ nhấn reload lại. Các bạn có thấy là đây là cách chúng ta gọi là nhúng cái thẻ HTML cộng CSS vào. Tuy nhiên cách làm của chúng ta là chúng ta đang chia rẽ các file này ra. Sau này nhé, thì cái thẻ style này mình sẽ cắt hết cái thẻ style này và mình sẽ paste sang cái file bên này. Trong thực tế là chúng ta sẽ viết như thế này. Đây mình sẽ nhấn Ctrl+S cho nó lưu lại. Đồng thời sang bên này mình sẽ xóa nó đi. Thì thay vì chúng ta khai báo các thuộc tính CSS ở đây, chúng ta đã gộp hết vào cái đường link file này rồi. Thì như vậy thì code của chúng ta nó vẫn chạy bình thường. Đồng thời chúng ta đã chia rẽ ra cái code nào là bộ khung của website. Bộ khung của nó chính là HTML. Còn cái màu sắc, cái bề nổi bên ngoài chính là CSS. Các bạn có thể để ý thấy rằng là mình reload lại website thì nó không hề thay đổi. Thì như vậy là chúng ta đã thành công. Ở đây thì mình sẽ chỉ thêm một cái hướng dẫn nâng cao nữa cho các bạn. Đấy chính là khi đi làm ấy, khi chúng ta code như thế này thì làm sao để chúng ta sẽ gọi là code được đúng như ý muốn đấy. Ví dụ là ở đây thì mình đang CSS rất chỉ đơn giản, nên là các bạn có thể là code trong thằng Visual Studio, sau đấy các bạn lưu rồi các bạn check kiểm tra. Thực tế là chúng ta sẽ dùng cái inspect, cái nút inspect mà mình hôm trước mình có chỉ cho các bạn ấy. Thì bây giờ là khi các bạn muốn CSS cái thẻ H1 này đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn vào cái mũi tên và các bạn click vào cái thẻ H1 như thế này, hay là các bạn sẽ di chuột vào cái thẻ trực tiếp cái thẻ HTML trên màn hình. Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn cái thẻ thứ hai là Second ID. Thì các bạn nhìn sang bên phải cho mình thì các thuộc tính HTML, thuộc tính của CSS thì trình duyệt nó sẽ load ra cái thanh bên phải, cái thanh style này của chúng ta. Cái chữ style.css chính là nơi cái file mà nó ghi lên cái thuộc tính này. Ví dụ ở đây mình thêm một cái thuộc tính của nó chính là text decoration, tức là cái sự trang trí text ấy. Ở đây thì ví dụ mình sẽ uppercase thì chữ của mình sẽ viết hoa hoàn toàn. Đấy, upper. Ở đây thì mình ở đây thì mình sẽ dùng là underline, tức là gạch chân dưới này, và là text transform thì sẽ là đây thì mình sẽ là uppercase. Các bạn có thể thấy là mình xé ra chỗ này thì ngay lập tức nó đã thay đổi luôn ở trên cái màn hình cho chúng ta. Nếu mà mình bỏ dấu tích này đi thì nó sẽ mất hiệu ứng đi. Mình sẽ bỏ dấu tích này thì nó sẽ mất hiệu ứng đi. Thì đây là cách trong thực tế chúng ta hay làm, đấy chính là chúng ta code trực tiếp trên trình duyệt và xem sự thay đổi của nó luôn. Nhưng có một điều các bạn lưu ý là các bạn sửa ở đây thì trong file của chúng ta, trong file này nó không được thay đổi đâu. Thành ra là các bạn sẽ cần phải copy cái đống này, copy vào đây và các bạn paste vào bên trong này. Mình sẽ paste vào trong này và nhấn Ctrl+S. Ở đây thì mình đang copy thừa một dấu ngoặc nhọn, thành ra nó đang báo lỗi này. Mình sẽ nhấn Ctrl+S lại này. Sau đấy mình sẽ reload lại. Thì như vậy thì cái code của chúng ta nó không bị mất. Nếu như bên trong này nhá, mình không có những dòng này. Mình sẽ comment lại này. Mình sẽ không có những dòng này. Và ở ngoài đây mình sẽ cần phải reload lại thì các bạn thấy là nó đã trở thành bình thường. Mình sẽ gõ lại này. Ở đây mình sẽ gõ là text transform chẳng hạn này. Text transform uppercase chẳng hạn. Uppercase xong, tức là chữ in hoa hết. Nếu mà mình reload lại page thì nó sẽ mất. Thì đấy là cách chúng ta làm trong thực tế. Các bạn sẽ click vào bên trong này, bên trong các thẻ các bạn muốn CSS, sau đấy là các bạn sẽ CSS bên tay trái này. Thì khi chúng ta làm trên trình duyệt thì các thuộc tính của CSS nó cũng gợi ý hết luôn thôi. Thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn 3 cách để chúng ta viết file CSS. Thì nếu bạn nào có bất kỳ vướng mắc gì thì các bạn cứ comment bên dưới video cho mình biết. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video, nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.